The Red Solstice features a full single-player campaign, taking place before the multiplayer portion of the game. Lead a squad of four Marines and explore the unique features, which teach the basics and guide the player towards making them a decisive Marine commander. Single player in The Red Solstice plays very similar to multiplayer, but with a distinct feature to help manage your squad. At any time, enter tactical mode, which slows down time by 90%. In this mode, specific commands can be given to squad members, such as using skills, items, or sending them to change position. In order to survive, players have to adapt their strategy, and tactical mode allows a single commander to effectively issue orders without being overwhelmed. There are 10 unique single-player missions to complete. Each mission in The Red Solstice presents its own challenges, and players will have to adapt in order to survive. The missions are built to progressively teach new tactics and skills, so players will have to apply their previous knowledge to each new scenario. Throughout the campaign, each squad member will level up individually and become a better Marine. As you advance, more classes, weapons, and abilities will unlock and can be used to customize your squad. Save your favorite loadouts to use for future scenarios, or take them over to the multiplayer portion of the Red Solstice. When you're done with the single-player campaign, hop into the Survival mode, where you can play a multiplayer version of the game. This mode allows you to play alone in a multiplayer-style match, complete with tactical mode. Build up your own squad while waiting for your fellow Marines and extend the features of the single player into the multiplayer experience. Tactical mode, unique missions, squad management, and survival mode are all parts of the Red Solstice that will teach you how to survive on Tharsis. Learn to adapt, build your custom set of Marines, and take back the colony. Xin chào mọi người, chào mọi người quay trở lại với cả PC của Dragami. Lâu lắm rồi mới gặp lại mọi người. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đi nhận game miễn phí từ Humble Bundle nhé. Và hôm nay cái tựa game Humble Bundle thả miễn phí cho chúng ta nó có tên là tên là gì nhỉ? The Red cái gì đấy? What the fuck? Qua đợi đi nhá. Solstice. Ok. Tựa game có tên là The Red Solstice, được chưa nào? Đây là một tựa game về thể loại bắn nhau, nhập vai bắn nhau. Các bạn sẽ vào vai vài anh chàng lính được trang bị tận răng, tận mỏ gì đó. Sau đó các bạn sẽ lên sao hỏa bắn nhau với quái vật, được chưa nào? Đại khái là như vậy thôi, chứ mình cũng chưa chơi thử, mình chưa có đau. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn download cái tựa game này trên Humble Bundle nhé. Thì đầu tiên, đó là các bạn phải có một cái nick Humble Bundle đã. Thì trước đây mình có một video hướng dẫn các bạn làm gì nhỉ? Đăng ký cái tài khoản Humble Bundle rồi, cho nên bây giờ mình sẽ không nói nữa. Mình sẽ để cái video hướng dẫn đăng ký đó bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn hãy coi qua để có thể là biết cách đăng ký cái tài khoản Humble Bundle nhé. Và bây giờ thì mình sẽ đăng nhập vào trang Humble Bundle đấy nhá. Login nào. Mình đã đăng ký rồi. Ok, đăng nhập được rồi. Bây giờ để nhận game thì cũng như các cái game trước đây mình đã hướng dẫn các bạn thôi. Chúng ta chỉ cần ấn Add to Cart ở đây cho khi đăng nhập, đúng không nào? Ấn Add to Cart ở đây nhá. Cái trang web này mình cũng sẽ để bên dưới phần mô tả video luôn cho các bạn. Ấn vào Add to Cart này. Rồi, nó nhảy một cái vào đây, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ ấn vào Check Out nữa nhá. Sau đó chúng ta ấn vào Get It for Free rồi. Đợi nó làm việc một chút. Preview your email nha các bạn. Rồi, nó ra cái trang này, các bạn kéo xuống. Sau đó các bạn nhìn vào cái phần download now ở đây nhá. Đây này, ấn vào đó. Verify this browser. Ok. Cái vấn đề này xảy ra khi mà cái tài khoản này của mình quá lâu rồi không đăng nhập Humble Bundle. Bây giờ cho nên là bắt buộc mình phải xác nhận lại cái email mà. Cho nên là mình sẽ vào email nhá. Nhưng mà nào thường xuyên đăng nhập thì sẽ không vướng vào cái vấn đề đâu. Sẽ vào đúng cái email mình đã dùng để đăng nhập vào Humble Bundle. Đây các bạn thấy. Story order is ready. Đây mình sẽ vào đây và mình sẽ copy cái mã này lại. Mình quay lại đây mình dán nó ra. Mình ấn em verify.
Rồi xong rồi. Bây giờ thì sau khi đã xác nhận xong ấy, nó sẽ bung ra cái trang như thế này này. Tương tự như thế này, được chưa nào? Các bạn hãy kéo xuống dưới cùng nhé. Ở đây các bạn ấn vào Riven Your Steam cây, được chưa nào? Này, chúng ta có cây này. Các bạn copy lại nhá. Sau đó chúng ta sẽ quay lại Steam, đăng nhập vào Steam nữa các bạn. Lâu lắm rồi Hammerman mà có game này. Mình nhớ cái game gần đây nhất hình như là cái game về chiến tranh Triều Tiên với cả Mỹ thì phải. Mình nhớ đại khái vậy chứ mình không nhớ rõ lắm. Sau đó thì mình sẽ ấn vào Add a Game nhá. Ở góc dưới này các bạn thấy đúng không? Đây Add a Game này. Ở Active a Product on Steam. Rồi ấn Next. I agree. Sau đó dán cây ra đây. Cây này, thế nào? Giống với cây này. Sau đó thì mình sẽ ấn Next. Đây. Steam sẽ nhận ra đó là game The Red Solstice. Thế nào? Đây, The Red Solstice đã về với cả cái library game của mình rồi. Bây giờ mình có thể ấn Install download bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng mà các bạn hãy nhớ rằng đó là cái game này ấy, nó chỉ thả chúng ta có miễn phí. Chúng ta có thể lấy cây miễn phí trong vòng 1 ngày 11 tiếng thôi nhá các bạn. Các bạn hãy nhanh tay lên nhá. Không thì sau 1 ngày nữa là chúng ta sẽ không nhận được cây đâu, được chưa nào? Còn mà khi mà cây đã về với cả cái tài khoản Steam rồi thì các bạn muốn download lúc nào cũng được. Các bạn để mấy tháng nữa các bạn download được, được chưa nào? Rồi, bây giờ thì mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn nhận game The Red Solstice. Chúc các bạn đó là game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé. Chào tạm biệt các bạn.